À, kính chào bà con ngày hôm nay ngày 12 tháng 2 2022 à, hết tiếp tục à, cập nhật à, giá mũ của một số nơi à, cũng có các anh chị vẫn còn cạo mũ đó. và các anh chị cũng chia sẻ thông tin về và ngày hôm nay thấy à, tiếp tục cập nhật à, chia sẻ cho bà con thì à, hiện tại á, là chỗ thế thì thấy cũng bán mũ và chia sẻ cho bà con À, chỗ địa điểm thu mua mũ của cô Yến à, ở chỗ à, qua cầu sa cát thuộc nhà Bích đồng xoài á, thì à, mũ mà cạo mà đến đông chén à, cạo như thế này nè bà con đến đồng chén và để hai cử bán bốc bán á, thì được 13.500 đồng trên một ký còn mũ à, dây mà có chỉ tức là các à, loại mũ dây mà các anh chị thanh lý hùng à, có đó, thì bán à, cô thu mua chỗ địa điểm của cô Yến khu mua với giá là 16.000 đồng trên một ký à, còn mũi dây bình thường thì thế cũng hỏi thì cô nói là khu mua với giá là 18.000 đồng à, Còn ngày hôm nay thì chỗ của anh em Phạm anh em Phạm vẫn còn cào mũ và anh cũng tiếp tục chia sẻ về để tất cả bà con ở Phú Yên cũng như là tất cả nơi cũng được nắm giá đó thì anh cũng vẫn còn cạo thì anh có gửi cái phiếu về thì thấy thấy là anh bán mũ được giá là 330 330 đồng trên một độ mũ chén là 13.000 đồng trên một ký con và anh cũng anh em Phạm cũng chia sẻ là vàng lá cũng còn rất là xanh và không biết khi nào mới nghỉ tức là ở Phú Yên thì thường là Nghỉ rất là trễ do mưa gió đồ nhiều và một khu vực nữa thì à, cũng còn lá cũng còn còn nguyên đó là ở chỗ của anh Phương anh Phương ở huyện Rồng Bông Đắk Lắk à, và ngày hôm qua anh mới vừa à, bán mũ à, mũ chén á là mũ mà anh cạo từ 24 Tết và đến à, ngày hôm qua là ngày 11 á. thì à, anh bán à, bình thường thì bán với giá là 14.000 nhưng ngày hôm qua anh bán được là 14.500 đồng tức là À, như anh chia sẻ thì tăng lên được 500 đồng đó bà con, 500 đồng. À, và một chỗ nữa nhưng mà thế à, không có nắm được giá nhưng mà biết là anh chị vẫn còn cạo như là chỗ của à, chị à, chị 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 Hoa Phạm á, ở à, thế nhớ không nhầm thì ở à, e Súp Đắk Lắc e Súp Đắk lắc thì vẫn còn cạo dưới chỗ uh, khu vực gần chỗ anh Phương tức là khu vực uh, huyện Rồng Bông Đắk Lắk còn những uh, khu vực khác thì uh, uh, coi như là lá rụng hết rồi nên bà con nghĩ chỉ có một số khu vực như thế vừa mới chia sẻ thì uh, các cô bác anh chị vẫn còn cạo Đó thì uh, còn giá mũ ở các công ty thì uh, uh, ngày hôm nay công ty cao su uh, Bình Long á, uh, thì đã thông báo là ngưng thu mua Tuy nhiên còn những công ty khác cũng như là những địa điểm thu mua mũ bơ mà cạo thanh lý thì vẫn thu mua bình thường nha mà con công ty cao su Phước Hòa thì vẫn mua với giá là 350 đồng trên một độ công ty cao su Phú Riền thì 340 đồng trên một độ đó là giá mũ mà thế cập nhật ngày hôm nay là chia sẻ cho bà con À, và nhân video ngày hôm nay thế cũng à, nói lại cái à, lốc mà cao su hành lý ở nông trường cao su Minh Thắng, chỗ à, cô Yến á, cổ hô mua mũ và cổ cũng là chủ thầu luôn á. Thì à, ngày 15 này là thế sẽ à, à, liên hệ à, với cô để mà nhận mua một cái à, một mẫu. Tại vì cô à, cái lốc cao su Minh Thắng thì ra tới 30 hecta lần nhưng mà À, thế chỉ mua một hectare thôi, chứ còn mua nhiều quá làm không hết bà con. Cây của nông trường ra, cây trồng năm 1985 á. Cái này à, giống BB-235. Cây này bà con, trước bằng ảnh bà con thấy á, là cây này là giống à, BB-235 nhưng mà trồng năm 1998. À, 98 mà bà con thấy nó to vậy không? Mà còn nếu mà 90... À, à, 90 85 chứ nông trường cao su Minh Thắng là bán là nông lô năm 1985 thì nó còn to hơn nữa và nó lực lắm nhiều nhánh của nông trường thì cây rất là to và nhánh rất là nhiều và của nông trường bán ra thì chưa qua đợt thanh lý nào hết á thì cây còn đẹp và còn thấp lắm à, nếu bà con nào mà muốn mua cạo với thế thì hãy liên hệ với thế ha thế sẽ mua À, cô Yến chủ thầu và ngày 15 này ra cây ha à, Nếu bà con nào muốn mua thì bà con tranh thủ Chứ để qua đợt thì à, không còn à, Đợt năm vừa rồi thì cũng cô Yến à, chủ thầu Và à, cô cũng à, à, Cái lốc năm vừa rồi cũng khoảng 3 triệu một mẫu à, Và bà con cũng mua rất là nhiều Và cạo chừng khoảng à, vài tháng Khoảng 1-2 tháng à cao lắm là tháng thứ ba là lấy vốn mà con lấy vốn và, và từ đó trở đi là cạo lại á, là coi như là mình cạo được nhiêu là của mình hết đó bà con thấy tại vì à, giờ thì là ngay cái mùa hay lá nhưng à, cái giống bb hai năm mà nó càng à, càng to như thế này nè là cái lực nó và nó vẫn cho mũ đặc biệt là của nông trường thì à, chưa có qua được hành lý nào á, nông trường cạo à, dưỡng bây giờ dù mùa hai lá bà con cạo mũ vẫn nhiều và độ à, vẫn rất là cao hết mà con chứ không phải là vào mùa hai lá là coi như là ít mũ và không có độ đâu tại vì những cái cây mà giống bơi bơi ba năm mà càng lâu năm thì cái lực nó là rất là khủng khiếp luôn á nó sức cho mũ và cái độ nó hàm lượng nó rất là cao thì ngày hôm nay thế cũng chia sẻ giá mũ cũng uh, thi, chia sẻ thêm một cái thông tin về lô hành lý uh, Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và uh, xin hẹn gặp lại bà con ở những cái video khác của thế